Ngọc Thơ Thời báo chấm đề kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Cái Tết buồn cho người lao động nghèo. Không có đơn hàng thì bắt buộc phải nghỉ thôi, đó là lời ca thán của anh Nguyễn Thanh Trung, một trong những công nhân làm việc ở lĩnh vực dệt may tại một khu công nghiệp ở tỉnh Vĩnh Phúc, giáp ranh với thủ đô Hà Nội. Anh Trung và hơn 300 công nhân của doanh nghiệp may xuất khẩu vừa được thông báo cho nghỉ Tết từ ngày 10 tháng 12 cho tới ngày 7 tháng 2, nghĩa là nghỉ Tết tới gần 2 tháng. Anh Trung nói, gần 20 năm đi làm công nhân tại các khu công nghiệp ở phía Bắc, chưa bao giờ anh được nghỉ Tết dài như vậy. Tuy nhiên, anh cho biết điều này anh đã dự đoán trước, bởi thời gian gần đây anh và hầu hết công nhân trong nhà máy đã phải làm cầm chừng buổi làm buổi nghỉ trước tình trạng đơn hàng giảm mạnh anh hiện lo lắng không biết tới đầu tháng 2 có được quay lại làm việc như lời hứa hay không. Anh nói cả nhà bốn miệng ăn mà hai vợ chồng đều nghỉ Tết sớm và có nguy cơ mất việc khi Tết cận kề như thế này thì đúng là khủng khiếp. Vợ chồng anh đang sắp xếp về lại quê, sống dựa vào mảnh vườn và mấy xào ruộng của bố mẹ trong vài tháng tới. Chuyện ăn uống thì có thể miễn cưỡng đảm bảo được nhưng không biết con cái học hành sẽ ra sao khi mà phải chuyển trường về quê theo bố mẹ. Anh nói và cho biết thêm rằng về quê trong hoàn cảnh giáp Tết mà lại không một xu dính túi như thế này đúng là cực chẳng đã. Hình ảnh tình trạng nghỉ Tết kéo dài 2 tháng không lương xảy ra phổ biến ở cả nước. Rất nhiều công nhân tại khắp các khu công nghiệp từ Nam chí Bắc năm nay được cho nghỉ Tết sớm, đứng trước nguy cơ mất việc tiến thoái lưỡng nan ngay trước Tết vì doanh nghiệp không được đặt hàng. Ngoài công nhân, nhiều thành phần lao động cũng rơi vào hoàn cảnh khó khăn ngay thời điểm giáp Tết. Anh Nguyễn Minh Hà, một chủ vườn đào và quốc ở Vĩnh Phúc cho biết, tới nay tức chỉ còn khoảng tháng nữa là Tết mà vườn cây cảnh của anh vẫn chưa bán được một gốc đào hay quất nào. Khác hẳn với mọi năm, khi rất nhiều người tìm tới mua đào quất để chơi Tết sớm. Mỗi năm thì vào thời điểm này đào và quất đã rụt rịch rồi. Nhà các đại gia đã lên vườn mua đào quất về để chơi Tết sớm. Đến gần Tết thì vứt đi để mua gốc mới. Nhưng năm nay thì chưa thấy gì cả. Nói chung là kinh tế khó khăn. Dịch giả xong rồi mà còn lại khó khăn thế này thì mệt. Anh Hà cho biết. Ngoài nghề trồng cây, gia đình anh Hà còn kinh doanh thêm các mặt hàng tiêu dùng cho các sớm công nhân làm việc ngay trong các khu công nghiệp gần nhà. Nhưng anh cho biết giờ đây nguồn thu khá đều đặn đó cũng không còn nữa. Công nhân các khu công nghiệp thì cho nghỉ từ lâu rồi. Không còn việc làm mà nên họ bị cho nghỉ từ lâu rồi cũng đúng. Anh than vãn lo rằng tình trạng hiện tại sẽ còn kéo dài. Ở Việt Nam thì người ta cứ tin rằng Trung Quốc khi bỏ chính sách phong tỏa thì kinh tế sẽ phát triển trở lại thông thương nhập khẩu sẽ tốt lên, báo chí toàn tuyên truyền kiểu đấy thôi. Nên mọi người hy vọng Trung Quốc thoát thì Việt Nam cũng sẽ đỡ đi. Anh nói và quả quyết không tin mọi chuyện lại đơn giản như thế. Hình ảnh biên giới Việt Trung vẫn đang đóng do tình hình dịch bệnh bên kia biên giới đang căng thẳng. Anh NT, một phóng viên làm việc cho cơ quan báo chí ở Hà Nội cho biết trong chuyến công tác vào Nha Trang, trung tâm du lịch biển miền Trung anh đã chứng kiến sự vắng lặng khác thường khi hai nguồn khách chính của nha trang là nga và trung quốc đều vắng bóng anh cho biết từng dãy khách sạn và resort năm sao đóng cửa tối ôm không mấy người qua lại theo anh dù trung quốc mở cửa trở lại thì cũng không có nhiều hy vọng cho du lịch việt nam vì du khách trung quốc có sang được ngay đâu mở cửa thì mở cửa từng bước mà bản thân họ thì cũng khó khăn chứ có phải khá giả gì đâu cái nền kinh tế Việt Nam nó bắp bên là ở chỗ đấy tức là sống hoàn toàn dựa vào đầu tư nước ngoài bán sức lao động giá rẻ hoàn toàn phụ thuộc vào các đơn hàng nước ngoài bây giờ không có đơn hàng thì người ta sẽ sa thải là chuyện đương nhiên rồi không có cách nào khác cả cái lực lượng lao động đấy giờ không biết đi đâu và về đâu vì kỹ năng lao động thì chỉ thế thôi làm theo di truyền làm cái giày cái dép may cái quần, cái áo thì trình độ đơn giản ấy mà. Anh nói, ngay cơ quan báo chí anh đang làm việc cũng đang gặp khó khăn khi khó thu hút được quảng cáo từ các doanh nghiệp. Anh NT cho biết, hàng quán cũng không được đông đúc như mọi năm. Tình trạng ảm đạm của nền kinh tế nói chung, người ta đã ít nghĩ tới chuyện tụ tập ăn nhậu tất niên. Hình ảnh lao động còn khó khăn vì đơn hàng sẽ còn tiếp tục giảm trong năm 2023. Bà Hoàng Thị Nhung, một chủ tiệm cà phê lâu năm cho biết, chưa bao giờ tiệm của bà lại vắng vẻ như lúc này. Bà nói, thường thì giáp Tết tiệm của bà luôn luôn tấp nập, còn giờ đây lại hoàn toàn khác. Bà không biết sẽ cầm cự được bao lâu khi mà hàng tháng vẫn phải trả 30 triệu đồng cho tiền thuê mặt bằng. 30 triệu thì phía trên cho thuê homestay được mười mấy triệu cũng đỡ được một nửa. Cà phê giờ thì chỉ bán từ sáng tới trưa thôi, tối thì chỉ còn lác đác vài người vắng lắm bà nhung than vãn và cho biết đây sẽ là một cái tết buồn và thiếu thốn bất chấp những thực tế đó giới hữu trách khẳng định năm 2022 nền kinh tế việt nam đạt được kết quả tích cực và tương đối toàn diện lạm phát được kiềm chế đúng chỉ tiêu dự kiến đạt tăng trưởng trên 8%. Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh hôm 17 tháng 12 tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần thứ 5 với chủ đề Tổng quan Kinh tế Việt Nam năm 2022 và định hướng điều hành năm 2023 tuyên bố Kinh tế Việt Nam đang phục hồi ngoạn mục, tăng trưởng mạnh mẽ về cơ bản đã vượt qua những tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 và đang lấy lại đà tăng trưởng vốn có. Theo báo nhà nước, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin cái tết buồn cho người lao động nghèo. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết và đừng quên bấm nút theo dõi kênh YouTube cũng như Facebook của Thời Báo Chấm D để được cập nhật tin tức mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời Báo Chấm D. Kính chào quý vị và các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong chương trình kỳ tới.